Trước tình trạng quá tải của bãi giữ xe trong sân bay Tân Sơn Nhất thì mới đây, công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam SASCO đã đề xuất Sở Giao thông Vận tải về việc thuê đất xây dựng bãi đậu xe trên trục đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua công viên Gia Định, quận Gò Vấp. Dự kiến bãi giữ xe này sẽ phục vụ khách đến vui chơi tại công viên, đồng thời khách cũng có thể gửi xe tại đây và sử dụng xe trung chuyển để đi vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, giúp kéo giãn mật độ giao thông, nhất là các loại xe cá nhân ra cảng hàng không. Hiện bãi xe sân bay đã được cơi nới với hơn 4.000 chỗ nhưng vẫn không đủ. Bên cạnh đó thì tình trạng taxi hoạt động lộn xộn cũng góp phần làm cho sân bay quá tải. Trước đó thì cảng vụ hàng không miền Nam cũng đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét phương án bố trí bãi đậu xe taxi phục vụ cho sân bay Tân Sơn Nhất tại khu đất trống trong công viên Gia Định giữa hai đường Hồng Hà và Bạch Đằng, có diện tích tập kết khoảng 5.000 đến 6.000 chiếc xe taxi.